Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp cuộc gọi ma quỷ của tác giả HNB. Đây là một trong những cây viết mà Huy đánh giá rất là cao khi có dịp hợp tác truyện của em ấy. Huy có để đường liên kết trang Facebook của HNB ở trong phần mô tả của video. Mọi người hãy vào theo dõi trang để mà đón đọc thêm nhiều tác phẩm hay của em ấy nhé, cũng như là để ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Còn bây giờ thì mời quý khán giả cùng lắng nghe Cuộc gọi ma quỷ tập 2. Căn chung cư hơn 3 giờ sáng rất yên tĩnh. Nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Có vài nhà phơi quần áo qua đêm bên ngoài. Ánh sáng le lối chiếu tới, in lên tượng những hình thù quái dị. Tùy ý lấy tay phủi sạch một bậc thềm ngồi xuống, Quý Đông ngạc nhiên. Ê, không lên cùng sao? Tùy ý nhướng mày. Không phải tới tìm bạn gái sao? Tôi lên làm gì? Làm gì thì làm nhanh lên đi, tôi ở đây đợi. Quý Đông thấy thằng nhóc này hiểu lầm mình rồi. Hắn giơ chân đá nhẹ cậu một cái. Ê, không phải bạn gái. Cậu đem cái bộ dạng dọa người của cậu ngồi đây á, không khéo người ta còn tưởng cậu là người xấu, gọi dân phòng tới tóm lên phường đó. Tùy ý ngại lôi thôi với đám người trên phường, đành uể oải đứng dậy theo chân Quý Đông đi lên lầu. Đứng trước phòng 405, Quý Đông đưa tay gõ cửa. Hắn gõ 3 lần đều không có người trả lời. Sợ làm phiền tới mấy hộ xung quanh, hắn thử vặn tay nắm đẩy cửa vô. Cánh cửa vậy mà không bị khóa. Quý Đông đứng chần chờ một lát ở bên ngoài. Nếu hắn đi vào, lỡ có gì không may xảy ra, hắn có bị kiện tội đột nhập gia cư bất hợp pháp hay không? Lúc hắn đang chần chừ thì Tùy ý thản nhiên đi vô. Thằng nhóc này đúng là điếc không sợ súng mà. Cuối cùng Quý Đông cũng đi theo. Hắn gọi khẽ. Ý Hương à, chị có nhà hay không? Phòng khách không có ai. Cánh cửa phòng ngủ cũng khép hờ. Quý Đông mạnh dạn đi tới mở cửa ra xem xét. Trên giường không có người. Hắn gọi thêm một lần nữa. Chị Mỹ Hương. Không ai trả lời. Cuối cùng hắn đành lục tung từng ngóc ngách trong nhà, rốt cuộc vẫn không tìm được ai. Quý Đông càng ngày càng cảm giác trong lòng mình thấp thỏm lo âu. Hắn xoay người vội chạy ra bên ngoài. Tùy ý cũng nhanh chân đi theo. Xuống tới sảnh chung cư, có một người đàn ông mặc áo bảo vệ đang nằm trên cái ghế xếp mà ngủ gật gà gật gù. Quý Đông lấy ông ta dậy. Người đàn ông đang ngủ ngon lành bị đánh thức nên bực mình càm tràm. Chuyện gì đó? Tối nay ông có thấy cô Mỹ Hương tra vô ở đây hay không? Thường chung cư nhỏ như thế này, bảo vệ sẽ dễ dàng nhớ được tên của người từng đến thuê nhà. Ông ta nhíu mày nói. Cậu hỏi cô ấy làm gì? Cậu là gì của cổ? Quý Đông bịa chuyện. Tôi là em họ của chị ấy. Mấy ngày nay liên lạc với chị ấy không có được. Người này trực ca đêm nên hôm qua không biết Quý Đông từng xuất hiện ở đây, vì thế dễ dàng bị hắn gạt. Ông ta hơi lo lắng. Ban nãy cổ đi rồi. Tôi thấy cổ đi gấp lắm. Chị ấy đi lúc mấy giờ? Lúc trận bóng vừa kết thúc, chắc khoảng 2:30 đó. Tối nay có trận bóng đá nên ông bảo vệ thức xem bóng, không ngủ gật mới nhìn thấy Mỹ Hương rời khỏi chung cư lúc nào. Chứ giả sử ngày bình thường có ai tra vô ông ta cũng không biết. Làm bảo vệ của khu chung cư này kể ra cũng nhàn. Ra tới sân, gió lạnh thốc vào mặt. Quý Đông đi tới đi lui mà suy nghĩ. Hắn không biết cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt này là sao. Theo kinh nghiệm, mỗi khi trong người có hiện tượng này, đồng nghĩa có một việc gì đó không may sắp xảy ra. Con người là một sinh vật gì đó rất kỳ lạ. Mỗi người luôn có một thứ gọi là tiếng nói bên trong. Mặc dù không có cơ sở dữ liệu nào chứng minh cho điều họ đang nghĩ là sự thật, nhưng có cái thứ gọi là linh cảm nói cho họ biết điều đó. Mà hầu như linh cảm thì luôn luôn đúng. Tựa như lúc này đây, Quý Đông linh cảm rằng Mỹ Hương đang gặp nguy hiểm. Hắn không quen cô, cũng không biết các mối quan hệ của cô, nhưng hắn biết bạn bè cô không nhiều, thường xuyên tru trú ở trong nhà. Vậy thì cô có thể đi tới nhà ai qua đêm chứ? Bác sĩ Khả từng nói cô không có bạn thân, cũng không có người yêu. Vậy nửa đêm nửa hôm đi đâu được? Chắc chắn là không thể nào quay lại chỗ làm rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó,
Quý Đông gọi điện cho bác sĩ Khả. Hắn chưa bao giờ gọi cho bà vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, khiến cho bác sĩ Khả vừa nhìn thấy liền trống ngực đập lên thình thịch mà nhấc máy. Alo, bác sĩ Khả, cô có biết địa chỉ nhà của gã Hoài Tân hay không? Hoài Tân nào? Là cái tên biến thái trong vụ án liên quan tới Mỹ Hương đó. Bác sĩ Khả à lên một tiếng. À, chắc trong hồ sơ bệnh án có lưu. Vụ án này có tình tiết hết sức dã man, dễ gây hoang mang dư luận, nên năm đó báo chí không có nhắc tới. Để bảo vệ Mỹ Hương nên người nhà cũng không muốn công bố ra ngoài, cho nên tường tận vụ án chỉ có cảnh sát và sau này là bác sĩ tâm lý của cô, chính là bác sĩ Khả đây. Quý Đồng gấp gáp. Vậy cô lục lại trong hồ sơ địa chỉ giúp em đi. Nè, gần 4 giờ sáng cậu điện cho tôi á, để hỏi về vấn đề này sao? Ban nãy tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì đó. Quý Đồng nắm chặt điện thoại trong tay. Mỹ Hương không có nhà. Em nghi ngờ cô ấy đi tới căn nhà kia đó. Cậu từng kể rằng cậu từng nghe tới những giọng nói dụ dỗ cô ấy quay lại đó. Hiện tại tâm lý của cô ấy không được tốt, tinh thần cũng hoang loạn, là cơ hội tốt để những thứ xấu xa xâm nhập được. Bác sĩ Khả bị câu trả lời của Quý Đông làm cho hoảng sợ. Bà vội vàng xuống giường mở máy tính cá nhân lên. Sau một hồi lục tìm, bà gửi địa chỉ qua cho điện thoại của Quý Đông, không quên nhắc nhở: cậu đừng nên để cho ai phát hiện ra. Căn nhà đã bỏ hoang mấy năm nay, không biết bên trong có cảnh tượng như thế nào đâu. Nếu sợ thì đừng vào. Quý Đông đọc tin nhắn mà không trả lời. Hắn bật ứng dụng lên, đặt một chiếc taxi tới địa chỉ đó. Đoạn hắn quay sang nhìn Tùy Ý đang ngồi nghịch đất. Đi không? Đi tới nhà Quang chơi. Nếu cậu sợ thì không cần đi. Quý Đông chọc trúng chỗ ngứa của cậu thiếu niên mới lớn. Cậu lườm hắn. Anh mới là người sợ. Quý Đông gật đầu, nghĩ có lẽ như vậy. Thằng nhóc này nhìn mặt là thấy trời không sợ, đất không sợ, huống chi chỉ là một cái nhà hoang. Nhưng rất mau sau đó, hắn sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ mà thôi. Tài xế taxi thả bọn họ trước cửa một ngôi biệt thự. Quý Đông nhìn vào đồng hồ, bây giờ mới 4 giờ rưỡi, mọi người còn chưa thức dậy. Hắn phải nhanh chóng đột nhập vào trước khi bị người ta bắt gặp. Khu này là khu nhà giàu, các căn biệt thự lớn nhỏ có đủ. Nếu các căn khác đều có đèn đốm thắp sáng trưng từ trong sân ra ngoài vườn, thì căn biệt thự đối diện với bọn họ lại hoàn toàn đối lập. Nó đen thùi lùi, đứng trơ trơ ra, nhìn có chút âm u đáng sợ. Không biết bao lâu rồi chưa có người ghé tới đây chứ. Lúc nghe bác sĩ Khả nói về gia cảnh của Hoài Tân, bà kể tính cách gã vặn vẹo như vậy là do gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ gã đều là người làm ăn có tiền. Căn nhà này ngày xưa một nhà ba người ở. Sau này ba gã ra Bắc làm ăn rồi ở luôn ngoài đó. Mẹ gã thì lấy chồng khác không mang gã theo. Cuối cùng thì căn nhà này chỉ có một mình gã ở thôi. Bác sĩ Khả cũng nói mấy năm nay căn nhà được trao bán nhiều lần, nhưng mỗi lần dắt khách đi xem xong đều không có ai muốn mua. Căn nhà hiện tại được giảm giá 20% so với giá trị thị trường, nhưng vẫn chưa thành công bán được lần nào. Mấy công ty bất động sản từng hợp tác cũng không biết được lý do căn nhà ở địa điểm tốt như vậy mà vì sao mãi không bán được. Hàng xóm xung quanh nói có nhiều đêm trăng sáng, bọn họ thấy trên rèm cửa sổ trong căn nhà in lên một cái bóng giống như bóng của một người đàn ông. Nó đi ngang qua ngang lại khắp các phòng. Mỗi lần nhìn thấy, họ đều gọi điện thoại cho chủ nhà về xem có trộm cắp gì hay không. Nhưng qua ngày hôm sau chủ nhà về kiểm tra thì thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy cửa hay lục lọi cái gì cả. Có người bán tính bán nghi, mỗi lần nhìn thấy bóng người kia liền giơ điện thoại lên chụp hình. Lạ là chụp hình xong chỉ thấy tấm rèm đứng im một chỗ, trong ảnh không có bất kỳ một cái bóng nào. Lâu ngày thì hàng xóm đồn nhau là trong nhà này có ma. Quý Đồng quay qua nói với Tùy Ý. Sợ không? Tùy Ý ưỡn thẳng lưng. Sợ gì? Ừ, sợ tốt. Nói xong, hắn lay lay hàng trào kiểm tra độ chắc chắn, sau đó nhún chân nhảy nhẹ một cái trèo qua bên kia. Mảnh vườn lâu ngày không có người chăm sóc nên cỏ mọc cao một lớp lên. Lúc Quý Đồng tiếp đất chỉ thấy mềm mại chứ không đau chút nào. Hắn ngoắc tay. Qua đây.
Tùy Ý cũng nhẹ nhàng nhảy qua cùng với hắn. Hai người nhanh chóng vượt qua mảnh vườn, đi tới cạnh bên cánh cửa. Bọn họ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau khi thấy cánh cửa căn nhà không bị khóa, ngược lại còn mở rộng ra như chào đón. Là do người ta quên khóa cửa hay là từng có ăn trộm đột nhập đây? Dù sao cũng không thể coi thường được. Bên ngoài có ánh đèn đường sôi sáng, vào tới bên trong thì chỉ một mảnh đen kịch. Quý Đông bật đèn pin lên soi đường. Cả hai bọn họ đều căng tai căng mắt lên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Quý Đông có cảm giác vạt áo của mình bị kéo căng ra như có người đang níu. Hắn hơi hồi hộp kiểm tra xem có bị con ma nào kéo áo, thì thấy thủ phạm chính là tên nhóc kiêu căng ngạo mạn kia đang túm lấy vạt áo của mình. Hắn dở khóc dở cười. Còn chăm nói là không sợ. Tùy Ý nuốt nước miếng, nói không tròn chữ. Là do tôi bị cận, không có nhìn rõ trong bóng đêm thôi. Ban ngày Quý Đông cũng chưa thấy cậu ta đeo kính lần nào, nhưng hắn không vạch trần lời nói dối đó. Thực ra nếu đột nhập vào nhà người khác vào ban đêm như thế này thì ai cũng sợ thôi, chứ đừng nói là một cậu nhóc mới 20 tuổi chưa trải sự đời. Quý Đông quệt ngón tay lên mặt bàn. Ở trên đó có một lớp bụi. Dựa vào lớp bụi này, hắn đoán chắc cả năm rồi chưa có ai lui tới dọn dẹp nơi đây. Tùy Ý vội giật tay áo níu hắn lại. Nè, anh không sợ để lại dấu vân tay hả? Căn nhà này sớm đã không còn gì quý giá nữa rồi. Chủ nhà cũng quay về á, thấy bị đột nhập thì cùng lắm là chỉ thay ổ khóa mới thôi, chứ làm được gì. Thành phố này bao nhiêu người, điều tra làm sao hết chứ. Giữa lúc hai người đang cùng nhau xem xét thì dường như có thứ gì đó chạy bột qua, còn để lại chút gió nữa. Ai đó? Quý Đông lập tức hỏi. Nhưng không có ai đáp lời. Tùy Ý nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Hai người dựa vào nhau quan sát xung quanh. Quý Đông nghe được tiếng hô hấp của Tùy Ý dồn dập. Nếu bình thường hắn sẽ đùa dai mà giỡn nhây với cậu ta, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không thích hợp. Bọn họ không dám mở đèn lên vì sợ có người nhìn thấy ánh đèn, mất công lại trắc rối. Chắc là mèo hoang, Quý Đông suy đoán. Nhà bỏ hoang lâu năm thì đúng là lãnh thổ của bọn thú hoang rồi. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng hai con mèo đánh nhau. Tùy Ý thở phào nhẹ nhõm. Nè, tìm căn hầm đi, Quý Đông nói. Ban nãy khi ở trên taxi đến đây, Quý Đông đã nói đại khái câu chuyện về Mỹ Hương cho cậu nghe. Lúc nói chuyện đó, sợ tài xế nghe được, hắn phải cố gắng nói thật nhỏ bên tai của cậu, bị mấy sợi tóc của cậu chọc vào mặt, ngứa chết đi được. Hai người bắt đầu tìm quanh cái lối xuống căn hầm kia. Sau một hồi lây quay thì cuối cùng cũng tìm thấy. Quý Đông nhặt một cây gậy đưa cho Tùy Ý. Nè, cầm lấy phòng thân đi. Cậu nhóc cầm chặt lấy. Tới bây giờ Quý Đông mới phát hiện ra, từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn nắm chặt lấy vạt áo của mình. Hình như trên trán cậu ta còn lấm tấm mồ hôi. Quý Đông phì cười. Sợ thật sao? Tùy Ý xấu hổ buông vạt áo của hắn ra. Thật là muốn đùa với cậu ta ghê, nhưng tình hình lúc này hắn không thể phí phạm thời gian cho mấy việc ấu trĩ đó. Hắn mở cánh cửa đi xuống tận hầm. Mùi ẩm mốc bí bách mau chóng xộc lên đầy khoang mũi của hai người. Bọn họ phải đứng bên trên một lát để quen với cái mùi này trước khi bước xuống. Căn hầm lắp một cái bóng đèn dây tóc màu vàng. Ánh đèn mờ nhạt nhưng đủ để cho Quý Đông nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Ở trên giường, hắn nhìn thấy một gã thanh niên tầm tuổi với Tùy Ý đang cầm dao lên, chuẩn bị đâm vào cổ của Mỹ Hương. Quý Đông vội giật lấy cây gậy trên tay Tùy Ý, lao tới nhằm người kia mà vung. Gã có dao, Quý Đông không dám khinh địch. Nhưng khi cây gậy vừa chạm vào, người kia bỗng tan ra thành một đống tro bụi. Quý Đông dùng lực vung vào khoảng không, cho nên mất đà đổ ập xuống giường. Tùy Ý không hiểu có chuyện gì. Cậu nhìn thấy Mỹ Hương đang nằm bất tỉnh, lòng ngực vẫn còn phập phồng, chứng minh là chưa chết. Cậu quay qua nhìn gương mặt tái mét của Quý Đông. Anh làm sao vậy? Quý Đông lắp bắp. Nè, lúc nãy cậu có nhìn thấy gì không? Có, thấy anh tự dưng vung gậy đánh vô không khí á, rồi cái mất đà té. Trong giọng nói của cậu ta có chút trêu chọc. Quý Đông kinh hãi. Cậu không nhìn thấy cái gì thật sao? Tùy Ý không hiểu hắn.
lúc nãy cậu xác định là không nhìn thấy gã thanh niên kia hả? Tùy Ý nhíu mày. Cậu từ nãy tới giờ vẫn luôn đi theo sát phía sau Quý Đông. Những gì hắn nhìn thấy, cậu cũng thấy. Làm gì có gã thanh niên nào xuất hiện ở đây? Thấy thái độ của Tùy Ý, Đông biết cậu ta không nhìn thấy cái gì thật. Hắn nuốt nước miếng đứng dậy, xem xét tình hình của Mỹ Hương. Gương mặt cô tái nhợt nhưng vẫn còn sống. Hai người xem xét cẩn thận, thử lay vai vài lần nhưng cô vẫn không tỉnh. Kiểm tra thấy trên người cô không có bị thương chỗ nào, Quý Đông vác Mỹ Hương lên vai, quyết định đi tới bệnh viện chứ không báo cảnh sát. Hắn ngại lôi thôi. Nổi cái chuyện đột nhập vào nhà người ta cũng đủ để cho hắn mệt mỏi trong nhà giam một thời gian rồi. Các bác sĩ kiểm tra thấy chỉ số của Mỹ Hương đều bình thường, bèn lấy máu của cô đi xét nghiệm thử. Họ nghi ngờ cô bị bỏ thuốc mê. Ê, thuốc mê sao? Bác sĩ kia vừa hí hoáy viết giấy vừa nói. 90% là thuốc mê rồi. Có cần báo cảnh sát hay không? Không cần đâu. Quý Đồng xua tay. Nói chuyện với bác sĩ xong, hắn ra khỏi phòng dựa lưng vào tường, lôi bao thuốc lá trong người ra định hút. Thì sực nhớ ra đây là bệnh viện, hắn nhét bao thuốc vào lại trong người, quay qua hỏi Tùy Ý. Nè, xuống căng tin kiếm gì ăn không? Tùy Ý gật đầu. Từ nãy tới giờ cậu như một người vô hình ở bên cạnh của Quý Đông. Thường thì căng tin của bệnh viện bán đồ ăn cá mắc, cho nên không đông khách cho lắm. Người nhà bệnh nhân chúng luôn tiết kiệm tiền đóng viện phí, nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, họ chủ yếu ra ngoài mua cơm hoặc nhận cơm từ thiện. Quý Đông gọi hai phần ăn sáng đầy dinh dưỡng kèm hai ly sữa nóng. Đồ ăn mang ra, hai người không nói câu nào mà lặng im ăn hết sạch. Cả hai đều là thanh niên, một người 20, một người 25 tuổi, nên lúc nào cũng bừng bừng khí thế, sức ăn rất lớn. Cơm no rượu say, Quý Đông ngã người ra sau cái ghế dựa, thỏa mãn mà nói. Sáng tiện đang bệnh viện nè, có muốn đi kiểm tra vết thương một chút hay không? Qua một đêm, mấy vết đánh nhau của Tùy Ý tím bầm, trông rất dễ sợ. Cậu đi tới đâu đều bị người ta ngoái nhìn theo tới đó. Nhưng Tùy Ý lắc đầu, cậu biết rõ bản thân của mình có ổn hay không. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên đánh nhau. Mấy vết bầm này nhìn qua thì ghê, nhưng để qua mấy ngày thì sẽ không sao thôi. Bây giờ cậu định về nhà hay đi đâu? Đám người kia liệu có tới tìm cậu nữa hay không? Tùy Ý lấy khăn giấy, tao nhã mà lau miệng. Mặc dù bên ngoài cậu trông rất bất cần đời, nhưng thực chất bên trong, cái phong thái cao quý của con nhà giàu vẫn ăn sâu vào trong xương tủy. Cho nên từng hành động gắp đồ ăn lẫn lau miệng đều rất thanh thao. Cậu nói, chuyện của tôi không cần anh quan tâm đâu. Quý Đồng khẽ hừ lạnh, tay chân ngứa ngáy muốn đánh cậu một cái. Nhưng nghĩ tới bác sĩ Khả, hắn nén lại. Dù sao cũng chỉ là một đứa con nít, hắn không thèm chấp. Tùy Ý uống cạn nửa ly sữa, cho hỏi. Nè, tối qua nhìn thấy có người trong căn hầm đó thật sao? Từ lúc phát hiện ra vụ việc, cho bọn họ đưa Mỹ Hương ra khỏi đó, xong còn đưa cô tới bệnh viện thăm khám, quần quật cả một buổi tới giờ mới có thời gian nghiêm túc nói về chuyện này. Quý Đông ngồi thẳng dậy. Tối qua cậu quả thật không nhìn thấy ai ngoài chúng ta sao? Tùy Ý lắc đầu. Quý Đông nhớ tới lời bác sĩ Khải nhờ cậy mình lôi kéo tiếp cận cậu, cho nên hắn đi vòng qua, kéo ghế ngồi sát cậu, thần bí mà kể chuyện. Hắn muốn kéo gần khoảng cách với thằng nhóc này lại. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại treo lên. Quý Đông lôi một lúc hai cái điện thoại ra xem. Người gọi hắn không phải khách hàng, mà là một người bạn. Hai người trao đổi vài câu đơn giản. Lúc nghe điện thoại, hắn thấy Tùy Ý nhíu mày, cầm cái điện thoại cổ lỗ sĩ kia mà quan sát rất kỹ. Nói chuyện xong, hắn hỏi, sao, thích đồ cổ hả? Hỏi xong mới thấy sắc mặt của Tùy Ý khó coi vô cùng. Thậm chí là trên trán cậu còn trịnh ra một lớp mồ hôi mỏng. Mãi sau cậu mới khó khăn nói ra mấy chữ. Ở đâu mà anh có cái điện thoại này vậy? Mua chứ đâu. Sao vậy? Nếu cậu thích thì đồng tặng cho. Tùy Ý nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc mà hỏi. Từ lúc mua cái điện thoại này á, có điều gì bất thường xảy ra không? Ai là người liên lạc đầu tiên với anh?
sau đó thì có chuyện gì xảy ra nữa không? Mỹ Hương. Quý Đông thản nhiên trả lời. Tùy ý gật đầu với vẻ mặt thì ra là như vậy. Quý Đông thấy thái độ của cậu lạ lùng, bèn hỏi tiếp. Nè, sao vậy? Vẻ mặt của cậu sao nghiêm túc vậy? Tùy ý không suy nghĩ mà nói ngay. Anh Tiêu đợi rồi. Quý Đông hơi ngạc nhiên khi nghe mấy lời này. Tùy ý nhếch mép cười. Bạn gái cũ của tôi á, đã chết vì chiếc điện thoại này. Quý Đông không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Hắn dồn dập hỏi. Chết vì chiếc điện thoại này nghĩa là sao? Có phải anh nhận được một tin nhắn kỳ lạ hay không? Quý Đông nhớ tới tin nhắn nói về trò chơi ma quỷ, liền gật đầu. Có muốn nghe lại chuyện cũ hay không? Tùy ý thản nhiên, giống như ban nãy cậu không hề hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc điện thoại kia vậy. Quý Đông giỏng tay lên nghe cậu nói. Lúc mà cô ấy kể cho tôi về cái trò chơi này á, tôi không hề tin. Nhưng ngay sau đó có những thứ rất kỳ lạ xảy ra. Cuối cùng thì cô ấy không vượt qua được nên đã bị trừng phạt. Mà lúc giao kèo với ma quỷ, hình phạt cô ấy chọn để trao đổi chính là dùng tính mạng của mình. Cô ấy ngã từ tầng 20 xuống, cả người không còn nguyên dạng. Sau đó tôi có điều tra sơ về cái trò chơi này, cuối cùng phát hiện ra người được chọn để tham gia trò chơi á, có hai loại. Một là loại dựa vào duyên số ngẫu nhiên, một loại là người có dục vọng cuồng trái về một thứ gì đó. Thứ dục vọng này mạnh mẽ tới mức á, thu hút ma quỷ tìm đến. Hai bên sẽ tiến hành giao dịch với nhau. Anh tham gia trò chơi của nó, nếu thắng anh sẽ có được thứ anh muốn, còn nếu thua nó sẽ nuốt linh hồn của anh. Thứ anh đụng phải không đơn giản chỉ là hồn ma bóng quế bình thường đâu, mà nó là quỷ. Nó có hình dáng, nó biết cầm nắm, nó có thể giết cười được. Quý Đồng chăm chú lắng nghe, sau đó phá lên cười. Đùa, tôi làm gì có giao dịch với ai. Từ hôm qua đến bây giờ tôi còn đang hoang mang về cái thứ này đây. Tùy ý chú ý quan sát xem Quý Đông có nói dối hay không. Kết quả thì không tìm thấy manh mối gì. Vậy thì anh thuộc loại thứ nhất, là cái loại được chọn ngẫu nhiên. Thường thì loại này rất hiếm người gặp phải. Ừ, vậy cậu có biết dục vọng mãnh liệt của bạn gái cậu là cái gì không? Biết. Cậu ấy muốn có một đôi chân lành lặn để đi lại như người bình thường. Tùy ý trầm ngâm trả lời. Quý Đông không thể ngờ được một tên nhóc đẹp trai kiêu ngạo như hắn lại yêu một cô gái tàn tật sao. Hắn không phải chê bai người tàn tật, nhưng trường hợp này rất là hiếm, ai cũng sẽ ngạc nhiên như hắn thôi. Ngưng một hồi hắn hỏi tiếp. Năm nay cậu mới 20, vậy năm đó hai người bao nhiêu tuổi? Yêu sớm vậy? Năm đó tôi 16, còn cô ấy 24. Cô ấy là cô giáo dạy vẽ của tôi. Quý Đông trợn mắt thêm một lần nữa. Không ngờ tên nhóc này lại yêu cô giáo của mình sao? Cô ấy rất dịu dàng, là người đối xử tốt nhất với tôi trong nhiều năm qua. Lúc nói tôi thích cô ấy, cô ấy bảo là cô không xứng với tôi. Tôi biết cô ấy có thích tôi, nhưng mà cô ấy tự ti thôi. Sau đó thì cậu quyết định tham gia trò chơi kia. Có lẽ cô giáo ấy thấy mình không xứng với cậu nên mới khao khát có được một đôi chân lành lặn, mới tiến hành giao dịch với quỷ dữ. Quý Đông chưa biết nhiều về Tùy Ý, nhưng hắn đại khái hiểu rõ cậu lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Cô giáo kia chính là ngọn lửa sưởi ấm cho cậu. Hắn thở dài tiếc trẻ cho một mối tình oan trái này. Mãi lâu sau, Tùy Ý đứng dậy. Tôi về đây, mọi chuyện còn lại tự giải quyết đi. Cái trò chơi này không đơn giản đâu. Tuy tôi không biết cách thức nó hoạt động, nhưng mà tôi biết thứ nó cần ở anh không khác gì ngoài linh hồn cả. Quý Đông giật lấy chiếc điện thoại của cậu, nhập số của mình vào. Nè, có chuyện gì cứ gọi cho anh Đông. Tùy ý lấy lại điện thoại rồi quay người đi thẳng. Quý Đông ngồi xuống cau mày suy nghĩ. Mặc dù Tùy ý nói không nhiều, nhưng có hai điều khiến cho hắn lưu ý. Đó chính là trò chơi này là có thật,
và người muốn chơi phải tiến hành giao dịch linh hồn với ma quỷ. Hắn thề là hắn chưa từng làm chuyện này. Vậy hắn là một trong số ít những người được lựa chọn ngẫu nhiên. Việc này được tính là may mắn hay xui xẻo đây? Vì Mỹ Hương không có người thân ở đây, nên sau khi rời khỏi căng tin, Quý Đông đi làm các thủ tục cho cô. Đến trưa thì có kết quả xét nghiệm máu. Một y tá đưa kết quả cho Quý Đông, nói với hắn: cô ấy xác thực đã bị bỏ thuốc mê đó. Là thật sao? Đáp án này quá bất ngờ. Hắn không biết tại sao lại phải bỏ thuốc mê cô. Đến khi thuốc mê hết tác dụng, Mỹ Hương dần dần tỉnh lại. Quý Đông ngồi bên cạnh, mỉm cười trấn an: tỉnh rồi hả? Có muốn uống nước không? Nhìn thấy xung quanh trắng toát, trong không khí còn có mùi thuốc sát trùng, Mỹ Hương biết ngay đây là bệnh viện. Cô hồi tưởng một chút chuyện xảy ra đêm qua, yếu ớt mà nói: Tôi lại nhìn thấy nó nữa rồi. Ừ, tôi cũng nhìn thấy. Mỹ Hương mở to hai mắt ngạc nhiên. Quý Đông đem chuyện đêm qua kể vắn tắt lại cho cô nghe. Mỹ Hương ứa nước mắt nói: không ngờ vì tôi nên cậu mới bị cuốn vào chuyện này. Quý Đông nắm vai an ủi cô. Hắn là một người đàn ông, chẳng lẽ lại đi tính toán với phụ nữ chân yếu tay mềm sao? Hắn hỏi: vậy rốt cuộc tại sao hôm qua cô lại tới căn nhà đó? Tôi không biết nữa. Hôm qua lúc đang làm việc, bỗng dưng đầu tôi đau kinh khủng, đành xin phép quản lý cho về nghỉ làm. Về tới nhà uống thuốc xong, ngủ một giấc tới tầm 2 giờ sáng thì có người lay tôi dậy. Tôi mở mắt ra, thấy đó chính là gã biến thái kia. Rồi sau đó tôi không nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở đây rồi. Mỹ Hương nói như vậy chứng tỏ rằng cô không biết mình từng ở dưới căn hầm kia. Khi nghe Quý Đông thuật lại câu chuyện, sống lưng cô lạnh toát. Cô không ngờ mình đã quay về nơi đó thêm một lần nữa. Sức khỏe của Mỹ Hương không ổn định. Cô bị suy nhược cơ thể lẫn thần kinh, cho nên bác sĩ đề nghị cô nhập viện một đêm để quan sát. Nơi đây đông người, cô ở lại cũng cảm thấy an tâm hơn. Có điều cô không có người thân bên cạnh. Quý Đông không hỏi nhiều. Hắn muốn liên lạc với người nhà của cô, nhưng bị cô ngăn cản. Thôi, mấy năm nay ba mẹ đều rất đau lòng về tôi rồi. Hiện tại tôi không muốn bọn họ lo lắng thêm nữa. Trong thẻ tôi còn ít tiền tiết kiệm đó. Mật khẩu là 4 số cuối điện thoại của tôi. Cậu mướn giúp tôi một y tá chăm sóc là được rồi. Quý Đồng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời cô. Buổi tối, Quý Đồng lo lắng cho Mỹ Hương xong thì mới quay trở về. Hắn đưa số điện thoại của mình cho cô y tá trẻ mà hắn thuê để chăm sóc cho Mỹ Hương, nói là nếu có chuyện gì thì gọi gấp ngay cho hắn. Cô y tá trẻ che miệng cười: anh thương chế ghê á, chế thiệt là có phúc. Quý Đông định thanh minh mình và Mỹ Hương không có quan hệ gì cả, nhưng lại thấy việc này cũng vô nghĩa thôi. Hắn chỉ cười cười rồi quay lưng ra dậy. Lúc về tới nhà, hắn thấy trước cửa nhà mình có một cái bóng đen đang ngồi lù lù một đống. Đi lại gần, còn thấy cái bóng đen kia bày ra một bộ mặt nhàm chán, ngậm một que kẹo mút. Quý Đông đi tới, đá nhẹ lên người nọ: ê, sao ngồi đây vậy? Tùy ý, hình như ngồi đó cũng lâu rồi, hai chân tê rần, đứng lên hơi loạng choạng. Cậu nói: ừ, tôi gọi anh không có được. Quý Đông rút điện thoại ra, thấy thông báo có 5 cuộc gọi nhỡ. Hắn vỗ trán: ở trong bệnh viện sợ ảnh hưởng tới người khác nên tắt chuông đi được. Nhà tôi bị tụi nó bao vây rồi, tối nay tôi ngủ ở đây. Quý Đông nhìn bộ quần áo nhầu nhĩ mặc từ tối hôm qua của cậu, trong lòng hơi buồn cười, nhưng lại sợ đụng chạm tới lòng tự ái của cậu nên mở rộng cổng ra. Vào đi. Hắn không dẫn cậu lên phòng ngủ mà hỏi: ăn gì chưa? Tùy ý lắc đầu, Quý Đông mở trong tủ lạnh lấy trứng và rau ra, nấu cho cậu một tô mì. Tùy ý không phải người kén ăn, cậu nhanh chóng xử lý sạch sẽ đi. Lúc này Quý Đông mới cẩn thận suy nghĩ kỹ. Thằng nhóc này bên ngoài trông có vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng thực chất hình như vẫn là một đứa trẻ con đơn thuần. Chỉ cần thuận theo cậu ta thì không khó để ở chung lắm.
Từ tối hôm qua tới nay, cậu ta cũng chưa tỏ ra thái độ gì quá đáng với mình. Hắn nghĩ mình có thể từ từ tiếp cận rồi kết bạn với cậu ta được. Hoặc có lẽ cậu ta chỉ chống đối những người nhà mà thôi. Ăn uống xong, Quý Đồng đem chén bát rửa sạch rồi mới dắt Tùy Ý lên phòng. Hắn kiếm một bộ quần áo ngủ đưa cho cậu thay. Vóc dáng của hai người cũng xem với nhau, cho nên quần áo tương đối vừa vặn. Lúc Quý Đồng đang lên mạng tìm hiểu về trò chơi kia thì Tùy Ý hỏi: "Nè, còn thuốc lá không vậy?" "Ừ, cậu cũng hút thuốc sao?" Tùy Ý gật đầu. Quý Đồng đứng dậy, lục trong túi quần ra một bao thuốc ném cho cậu. "Hút ít thôi, coi chừng ung thư phổi đó." Tùy Ý mở cửa ban công ra châm lửa hút thuốc. Quý Đồng đưa mắt quan sát cậu. Hắn phát hiện ra thằng nhóc này trông rất cô đơn. Cảm giác như sự nổi loạn của nó chỉ để che giấu sự cô đơn yếu đuối của nó mà thôi. Hút liền một lúc hai điếu thuốc xong, Tùy Ý quay vào trong giường nằm đắp chăn định ngủ đi. Quý Đồng muốn nhân cơ hội lần la nói chuyện làm thân thì nghe cậu nói: "Từ bây giờ anh lo ngủ cho đủ giấc đi, vì cái trò chơi kia sẽ liên tục quấy rối anh đó." Quý Đồng thấy cậu không muốn trò chuyện với mình, đành nhắm mắt lại ngủ. Tới 3 giờ sáng, bỗng nhiên điện thoại vang lên dồn dập. Quý Đồng mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình, thấy số lạ hắn định không bắt máy thì Tùy Ý bên cạnh lên tiếng: "Anh nghe đi." Hắn uể oải vừa bấm nút nghe thì bên kia có giọng một cô gái trẻ vang lên: "Anh Đồng phải không ạ? Bạn gái của anh mất tích rồi, tôi tìm không thấy." Quý Đồng sực tỉnh ngồi bật dậy. Hắn nhận ra đây là giọng nói của cô y tá hắn thuê. Hắn hỏi lại để xác nhận: "Đã tìm kỹ chưa?" "Đã tìm kỹ rồi, tôi đã báo cáo lên trên. Các bộ phận cũng tham gia tìm kiếm nhưng mà không thấy người đâu. Kiểm tra lại camera thì thấy cô ấy tự ý đi ra khỏi bệnh viện á." "Trốn viện sao?" "Bọn tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà hình ảnh trên camera thì đúng là cô ấy." "Thôi được rồi, tôi sẽ giải quyết cái vụ này. Các cô cứ làm tròn trách nhiệm của mình thôi." Tùy Ý lúc này ngồi dậy, giọng ngái ngủ nói: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Quý Đồng quay qua hỏi cậu: "Như thế nào mới thắng được trò chơi này?" Tùy Ý cau mày suy nghĩ rồi nói: "Giải quyết triệt để được vấn đề. Anh xem lại yêu cầu trò chơi đặt ra cho anh đi." Quý Đồng mở điện thoại xem lại cái đoạn tin nhắn ngu ngốc kia. Hắn thấy trên đó viết rõ: "Nhiệm vụ đầu tiên, tìm ra chân tướng sự thật bị che giấu." Tùy Ý nói: "Như vậy là anh cần phải tìm ra chân tướng sự thật bị che giấu. Nghĩa là trong việc này có một cái sự thật nào đó chưa được đưa ra ánh sáng. Mà nhiệm vụ của anh là tìm ra nó, để từ đó cô gái kia không bị cái bóng ma đeo bám nữa." Quý Đồng trợn mắt: "Trời ơi, tôi đâu phải thầy Pháp, cũng đâu phải nhân viên điều tra đâu. Thì anh có thể mời thầy Pháp, nhưng mà tôi nghĩ không ăn thua đâu. Chấp niệm của bóng ma kia đối với cô gái rất là lớn. Chỉ em mời thầy Pháp tới chỉ khiến cho gã càng thêm tức giận thôi. Nếu mà gã trực tiếp giết chết cô ta, anh coi như tiêu đời luôn." Quý Đồng cau mày: "Lúc trước bạn gái cũ của cậu, cô giáo kia trải qua như thế nào?" Tùy Ý mím môi một lát rồi mới nói: "Trò chơi đầu tiên có vượt qua được, nhưng mà trò thứ hai thì không. Ở trò đầu có một cô bé gái 8 tuổi bị xe đụng chết quang. Người gây tai nạn bỏ chạy không chịu trách nhiệm. Nhiệm vụ của cô ấy là khuyên người kia đi tự thú. Khi gã đi tự thú rồi, oan hồn cô bé ấy mới siêu thoát được." Quý Đồng khó hiểu: "Nhưng mà vấn đề ở đây là tên biến thái hoại tân kia đã chết rồi. Bây giờ gã cứ quấn lấy Mỹ Hương. Thật sự cô ấy cũng không phải là người có lỗi. Pháp luật đâu có xử tội cô ấy. Gã chết đâu có oan ức gì chứ. Người kia sống là tên biến thái. Anh hy vọng khi chết gã sẽ hết biến thái à?" Quý Đồng cứng họng. Tùy Ý tiếp tục: "Cho nên anh đang đối mặt với một tên quỷ biến thái. Độ khó nhất định sẽ lớn hơn hẳn so với độ khó của cô giáo tôi. Mỗi một nhiệm vụ của mỗi người đều khác nhau, độ khó cũng khác nhau." Quý Đồng vò đầu đứng dậy định lấy đồ dài mặc vô thì Tùy Ý hỏi: "Anh định đi đâu vậy?" "Không biết nữa, chắc là tới căn nhà kia tìm xem.
Nếu cô ấy quay lại đó thì chứng minh là dưới căn hầm đó nhất định có một điều gì cần kiểm tra. Tùy ý cũng leo xuống giường. Cậu muốn đi theo sao? Cho tôi mượn một bộ quần áo của anh đi. Quý Đông không ngăn cậu, lấy bộ quần áo trẻ trung nhất của mình đưa cho cậu mặc. Một chiếc quần jean xanh đậm, một chiếc áo thun có in hình Pokemon giữa ngực. Tùy ý sụ mặt xuống. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc cái đồ trẻ con này vậy? Tuy không hài lòng nhưng cậu cũng không đôi co mà mặc vô. Cái áo này không phải của Quý Đông mua mà là của bạn gái cũ tặng. Hắn cũng chỉ mới mặc có một lần cho cô vui thôi. Lúc Tùy ý cởi áo ra, hắn liếc mắt nhìn qua thấy lưng cậu có mấy vết sẹo vằn vện lên, có vẻ là do chiến tích đánh nhau để lại. Quý Đông vừa thay quần vừa hỏi, không sợ nữa sao? Hắn vẫn nhớ hình ảnh tối qua cậu bám chặt lấy tay áo của hắn, cả người đầm đìa mồ hôi, rõ ràng cậu rất sợ ma mà. Tùy ý gương mặt sắc lạnh trả lời, tôi muốn xem kẻ đứng sau năm đó giết chết người tôi yêu á mạnh như thế nào. Cậu rất thẳng thắn, Quý Đông cũng không hỏi thêm. Hai người xoay đầu rời khỏi nhà đi. Rốt cuộc bọn họ cũng tới căn nhà kia thêm một lần nữa. Hiện tại lúc này gần 4 giờ sáng, cũng như hôm qua, mọi thứ đều im lìm. Hai người bọn họ thành công đột nhập vào trong ngôi nhà, xuống tới căn hầm kia. Lúc chuẩn bị mở cửa ra, Quý Đông nói, nè, cậu nhớ nhìn kỹ xem có thấy con ma kia hay không nghe. Tùy ý nuốt nước miếng, tập trung tinh thần để nhìn. Cửa mở ra, dẫn ánh đèn màu vàng mờ mờ ảo ảo đó. Nhưng Quý Đông không thấy gã thanh niên hôm qua đâu. Trên giường chỉ có mỗi một mình Mỹ Hương nằm sóng xoài ở đó. Hai người bọn họ đi tới kiểm tra tình hình của cô. Có vẻ như cô lại bị hạ thuốc mê. Hiện tại bọn họ không biết có nên đưa Mỹ Hương tới bệnh viện hay không. Cuối cùng vẫn là Tùy ý lên tiếng. Tôi nghĩ cái hồn ma kia liên tục đưa cô ấy tới đây, nhưng mà không hại cô ấy là có vấn đề á. Vấn đề gì? Tôi không biết, nhưng tôi đoán đây có thể là mấu chốt để mà giải quyết vấn đề. Anh nghĩ coi, liệu có phải Mỹ Hương quên mất cái chuyện gì nên hồn ma kia bắt cô ấy phải nhớ lại bằng cách cho cô ấy quay trở về nơi cũ. Theo tôi biết, bất kỳ một hành động nào diễn ra trong trò chơi này cũng đều có mục đích cả. Xem như Tùy ý có kinh nghiệm, hai người quyết định không mang Mỹ Hương tới bệnh viện mà mang về nhà. Quý Đông cũng tranh thủ chạy đi làm thủ tục xuất viện cho Mỹ Hương, tránh cho hồ sơ bệnh án của cô mang tội danh trốn viện. Qua giờ cơm trưa, rốt cuộc Mỹ Hương cũng tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy mình nằm ở nhà chứ không phải ở bệnh viện. Đi ra phòng khách, cô nhìn thấy hai người thanh niên đang ở trong nhà mình. Quý Đông thì cô biết rồi, nhưng cậu nhóc trên mặt đầy những vết xanh tím kia cô chưa gặp qua bao giờ. Quý Đông nhanh nhẹn giới thiệu, đây là Tùy ý, hôm qua tôi có kể với cô rồi đó. Mỹ Hương khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Lại xảy ra chuyện gì sao? Sao tôi lại ở nhà vậy? Quý Đông đem mọi chuyện kể lại với Mỹ Hương. Cô ôm gối ngồi trên sofa, không biết là nên bày ra vẻ mặt như thế nào đối với cái chuyện này đây. Nhớ tới lời Tùy ý nói, Quý Đông gợi mở vấn đề ra. Nè, có lẽ không đơn thuần hồn ma kia chỉ định đưa chị về căn hầm đó để mà đùa giỡn đâu. Nhất định là gã có mục đích đó. Mỹ Hương nhíu mày không hiểu. Mặc dù biết là bắt chị nhớ lại cái quá khứ lúc trước không hay cho lắm, nhưng mà thử cố nhớ lại xem, liệu chị có quên đi chi tiết nào hay không. Chuyện trôi qua đã 7 năm, 3 năm ở trong bệnh viện tâm thần, 4 năm thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý. Có rất nhiều thứ Mỹ Hương đã quên sạch. Cô trốn tránh điều đó đã 7 năm. Bây giờ bảo cô nhớ lại, thực sự là không thể nhớ tường tận chi tiết được. Để tháo gỡ chuyện này, chúng ta phải xem coi mục đích của hồn ma kia là cái gì. Đầu tiên gã tới tìm chị, khơi gợi quá khứ đau khổ của chị ra. Sau đó gã đưa chị về căn hầm kia để cho chị trải qua cái cảm giác trong quá khứ đó. Có điều tại sao phải hạ thuốc mê chị? Nếu như muốn chị trải qua cái cảm giác trong quá khứ thì nên để chị tỉnh chứ. Mỹ Hương ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói,
lần đầu tiên tỉnh dậy trong căn hầm đó là do tôi bị hạ thuốc mê. Tôi nhớ rõ ràng trong bữa tiệc ngày ấy tôi không có uống rượu. Tôi bị bỏ thuốc đó. Bữa tiệc đó không có camera quay lại hay sao? Mỹ Hương lắc đầu. Không, gần 10 năm trước việc lắp camera chống trộm là không có phổ biến như bây giờ đâu. Với lại buổi tiệc đó tổ chức tại nhà riêng, lại càng không có camera giám sát được. Những tình tiết về vụ án năm ấy đều có lưu ở sở cảnh sát. Bác sĩ Khả cũng không nắm được toàn bộ, cho nên có những việc Quý Đồng phải trực tiếp hỏi qua Mỹ Hương. Tùy ý yên lặng từ nãy tới giờ, bây giờ mới lên tiếng. Người mời chị tới bữa tiệc năm xưa là ai vậy? Lớp trưởng lớp đại học năm xưa. Năm đó cảnh sát cũng tiến hành điều tra cậu ta rồi, lẫn những người có mặt trong cả bữa tiệc. Nhưng người thì say bí tỉ, người thì không uống thì về sớm, rốt cuộc không có tra ra được cái gì nữa hết. Ngày trước Mỹ Hương không phải là người có giao thiệp trọng trong lớp, nhưng cô có thành tích học tập đáng nể và ngoại hình xinh đẹp, nên cũng thường được bạn bè săn đón. Bả vai Tùy Ý hơi trụng xuống, cậu ngã người dựa hẳn vào lưng ghế. Thường thì với cương vị là chủ nhà đó, người ta sẽ giữ tỉnh táo đến cuối buổi tiệc. Vì cả Hoài Tân đưa chị đi, tên lớp trưởng kia nhất định phải biết. Nhất là trong cái hoàn cảnh mà chị bị hôn mê bất tỉnh. Tại sao trong 2 năm chị mất tích, gã không nói việc này với cảnh sát chứ? Quý Đồng nghi hoặc. Ý cậu là gã lớp trưởng kia biết được mọi chuyện nhưng bao che cho Hoài Tân hả? Tùy Ý lắc đầu. Không chắc chắn, chỉ là nghi ngờ thôi. Cảnh sát cũng đâu phải là đồ ngốc, không phải chỉ có 1-2 câu nói dối là gạt được họ. Có lẽ thời điểm đó họ đã điều tra gã rồi, nhưng mà không có bằng chứng thì không làm gì được. 2 năm sau người thì chết, người thì không tỉnh táo, còn tra được cái gì nữa? Tùy Ý chỉ nói không tỉnh táo, chứ không nói thẳng ra là bị điên. Quý Đồng thuật lại mọi chuyện. Để bây giờ nè, thiết lập lại toàn bộ vụ án là như thế này đi. Vào ngày 10 tháng 3 năm đó, cô Mỹ Hương đến nhà bạn học để tham gia tiệc sinh nhật. Trong bữa tiệc thì cô Mỹ Hương bị chút thuốc mê và mang đi. Những người tham gia bữa tiệc hôm ấy đều không hay biết chuyện này. Sau 5 ngày không liên lạc được với con gái, thì ba mẹ của Mỹ Hương đã tự quay lên thành phố để báo án. Tuy nhiên manh mối để lại quá ít ỏi, không ai biết cô Mỹ Hương bị bắt cóc hay là đã bị giết hại rồi. Vụ án mất tích dần chìm vào quên lãng. 2 năm sau, người ta tìm thấy cô bị giam giữ ở dưới căn hầm của nhà cậu bạn học Hoài Tân. Dựa theo lời khai lúc mê lúc tỉnh của cô, người ta xác định là cô bị bắt cóc từ bữa tiệc hôm đó. Những người liên quan bị gọi tới để mà thẩm vấn thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng kết quả vẫn như cũ, chỉ làm cho đúng thủ tục. Bởi vì thủ phạm đã chết, vụ án có thể coi như khép lại. Ngừng một lúc, Quý Đồng nói tiếp. Đó, chúng ta cho là như vậy. Mỹ Hương cũng nghĩ như vậy phải không? Mỹ Hương gật đầu. Đúng rồi. Trong suốt thời gian ở dưới căn hầm đó, tôi chỉ thấy có một mình gã. Ngoài gã ra thì không có bất kỳ một sự hiện diện của người khác nào hết. Người ta có câu là ác giả ác báo. Gã Hoài Tân làm chuyện trái với lương thường đạo lý, gã chết là đúng rồi. Chỉ có ai chết oan ức, tức tưởi, đem theo quán niệm mới thành ma quỷ đi báo án thôi. Vậy tại sao thì gã lại thành quỷ? Lẽ nào là trong cái vụ án này có điều gì khuất tức hay sao? Tôi không biết nữa. Mỹ Hương cảm thấy rất mơ hồ. Tùy Ý gãi gãi mũi. Chị muốn giải quyết triệt để cái vấn đề của chị á, thì buộc phải nhớ lại tình tiết cũ thôi. Mỹ Hương nhìn Tùy Ý chăm chăm. Chuyện cũ trôi qua đã 7 năm. Mỗi lần nhớ tới, trái tim cô như bị bóp nghẹn đi. Cô đã mất tất cả. Nếu như cô không phối hợp, chỉ sợ mọi chuyện còn khó chịu hơn. Một hồi lâu sau, Mỹ Hương nói. Nhưng mà quả thật, tôi không nhớ được điều gì cả. Tùy Ý im lặng. Trò chuyện thêm đôi ba câu, cậu nói muốn hút thuốc, cho nên ra phía cầu thang. Quý Đông thấy cậu mãi không quay vô thì đi ra tiệm.
Hắn nhìn thấy Tùy Ý ngồi trên bậc cầu thang, ánh mắt đăm chiêu nghịch cái bật lửa. Không ngửi thấy mùi khói thuốc trong không khí, hắn đoán nãy giờ cậu vẫn chưa có hút. Nè, đang nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ có người thứ hai liên quan tới vụ này đó. Cậu vẫn nghi ngờ cái tay lớp trưởng đó sao? Anh nghĩ coi, anh có dám bỏ thuốc mê một cô gái ở nhà bạn của anh hay không? Hơn nữa lại trong một bữa tiệc đông người, sẽ rất dễ bị phát hiện ra, trừ phi anh được người ta hậu thuẫn. Làm lớp trưởng thì mối quan hệ với bạn bè trong lớp khá là tốt, không thể có chuyện gã bị hoài tân uy hiếp được. Tôi nghi gã là tòng phạm. Về mục đích thì hiện tại vẫn chưa rõ. Ngưng lại một lát, Tùy Ý nói tiếp. Ngoại hình của Mỹ Hương khá là xinh đẹp. Nếu gã lớp trưởng là tòng phạm với Hoài Tân, tôi nghĩ gã cũng đã không ít lần lên giường với cô ta rồi. Nhưng mà Mỹ Hương nói trong thời gian với Tần Hầm, cô ấy không có gặp gỡ ai khác ngoài Hoài Tân mà. Tùy Ý vò điếu thuốc trong tay. Anh có biết cái hội chứng cưỡng bức người bất tỉnh hay không? Có thể gã mắc cái hội chứng đó, cho nên chỉ quan hệ với Mỹ Hương khi cô ta bị chuốc thuốc mê thôi. Còn người chuốc có thể là Hoài Tân. Việc này đơn giản thôi mà, trộn thuốc cho đồ ăn thức uống là được. Quý Đông từng nghe qua cái hội chứng này rồi, có người còn cưỡng gian cả tử thi nữa. Người biến thái trên đời này quả thực rất là nhiều. Tùy Ý tiếp lời. Mặc dù đây chỉ mới là nghi ngờ của tôi thôi, nhưng mà chúng ta có thể phát triển suy luận theo hướng này. Quý Đông không phản bác lại cậu, hắn còn thầm khen ngợi đầu óc của cậu khá linh hoạt nhạy bén nữa. Hai người đi vào trong hỏi Mỹ Hương địa chỉ nhà của tên lớp trưởng kia. Mỹ Hương không biết còn ở căn nhà lúc trước hay không, cô cũng chẳng có tài khoản mạng xã hội của người nọ. Về việc này Quý Đông đành phải gọi điện nhờ vả bác sĩ Khả. Bác sĩ Khả sau khi gọi điện hỏi một số người trong cơ quan điều tra thì cuối cùng cũng có được trang Facebook cá nhân của y. Về sự phát triển công nghệ thông tin hiện tại, rất dễ để điều tra một người. Tên lớp trưởng ấy tên là Đức Dự, hiện tại tự mở một văn phòng luật nho nhỏ. Trên trang cá nhân, y còn đăng hình công khai với một cô gái xinh đẹp, nói là cuối năm sẽ tổ chức đám cưới nữa. Tùy Ý nói với Quý Đông. Tôi đoán như thế này nè, đều là thủ phạm trong vụ án năm xưa, nhưng mà gã Hoài Tân bị trả giá đắt. Còn tên Đức Dự thì vẫn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, công việc thăng tiến, tình yêu hoàn mỹ, khiến cho Hoài Tân kia vừa tức vừa hận. Gã muốn tên đó phải chịu kết cục giống như mình, từ đó mà sinh ra oán hận mà trở thành quỷ đó. Vậy tại sao gã không tìm tới cái tên lớp trưởng cho nhanh, mà phải thông qua Mỹ Hương chứ? Có lẽ vì không quấy phá được. Nếu ai cũng dễ dàng bị quỷ tấn công thì nhân loại tuyệt chủng lâu rồi. Nếu công việc của y là tư vấn luật thì dễ rồi, giả làm khách hàng là tiếp cận được thôi. Văn phòng luật của y còn mới, khách hàng chưa nhiều. Bởi vậy Quý Đông để lại số điện thoại, ngay lập tức có một cô gái tự xưng là thư ký gọi điện lại để sắp xếp cho hắn ngay chiều ngày hôm sau gặp mặt luật sư Đức Dự. Chờ hắn gọi điện xong, Tùy Ý hỏi. Trò chơi của anh cho thời hạn bao nhiêu ngày vậy? 5 ngày. Vậy tới bây giờ thì còn lại mấy ngày? Quý Đông nhẩm nhẩm tính một lát rồi nói. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, hết hôm nay tôi chỉ còn lại 2 ngày để giải quyết mọi chuyện thôi. Mặc dù lo lắng, nhưng hai người không biết làm gì khác là về nhà chờ đợi tới chiều mai. Qua một đêm, phía Mỹ Hương không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Quý Đông thầm nghĩ có lẽ hướng suy luận của Tùy Ý chắc là đúng rồi. Cái tên lớp trưởng ấy có lẽ không thoát khỏi liên quan đến vụ việc này. Buổi chiều, Quý Đông ăn mặc tây trang lịch sự tới văn phòng tư vấn luật của Đức Dự. Thật ra đây là một trong số ít tây trang mà hắn có. Thường đồ lịch sự như thế này chỉ được mặc khi đi dự đám cưới hoặc tham gia các buổi tiệc có tính chất long trọng mà thôi. Quần áo chỉnh chu khoác lên đúng là thay đổi hẳn diện mạo của một con người. Hắn có cảm giác như mình bước chân ra đường được người ta nể hơn một chút. Tới nơi, Quý Đông được cô thư ký xinh đẹp đưa vào trong một căn phòng làm việc có bố cục sắp xếp ngăn nắp trật tự.
giữa căn phòng có treo một bức tranh cán cân công lý nổi bật. Vị luật sư trẻ tuổi kia đứng dậy, lịch sự bắt tay chào hắn. Vừa nhìn hắn nhận ra ngay, đây là lớp trưởng cũ của Mỹ Hương. Người này có dáng vẻ cao ráo, gương mặt nghiêm khắc, nhưng khi cười lên lại làm cho người ta có một cảm giác gần gũi. Thời gian của luật sư được tính bằng tiền bạc. Khi Quý Đông bước chân vào căn phòng này thì đồng nghĩa với việc hắn bị bấm đồng hồ tính tiền rồi. Mỗi giây trôi qua đều tính phí. Đức Dự cũng biết điều đó, cho nên mời hắn ngồi xuống ghế, ân cần mà hỏi. Chẳng hay hôm nay anh đến đây là muốn tư vấn về vấn đề gì? Quý Đông thông thả trạng thái, vừa quan sát Đức Dự vừa đi thẳng vào vấn đề. Tôi không có việc gì lớn, chỉ là muốn hỏi một chút chuyện thôi. Chị họ của tôi ngày xưa bị một tên biến thái giam cầm, sau đó gã bị giết. Nhưng mà gần đây chị phát hiện ra hình như người giam cầm mình có tới 2 người lận. Bây giờ muốn lật lại bản án thì phải làm như thế nào ạ? Sắc mặt Đức Dự không có gì thay đổi, gã nói. Chuyện này xảy ra lâu chưa? Nếu mới đây thì việc điều tra sẽ dễ hơn, còn nếu lâu rồi thì e là khó khăn. Nhưng mà không phải là không được. Nghiệp vụ công an bây giờ rất là giỏi, chỉ cần cho họ chút manh mối, họ sẽ điều tra ra thôi. Chuyện xảy ra 7 năm rồi. Vừa hay người chị họ của tôi cũng là bạn cũ của anh, Phan Mỹ Hương, lớp luật K12, anh còn nhớ chứ? Đức Dự à một tiếng, khuôn mặt không có gì thay đổi. Gã thẳng nhiên nói. Hoa khôi của lớp tôi đó. Năm đó tôi cũng được đưa đi lấy lời khai mấy lần. Nghĩ lại cũng thật hối hận. Nếu năm đó tôi không tổ chức cái tiệc sinh nhật thì cô ấy không bị nhân cơ hội đông người lộn xộn mà bị mang đi. Nói xong, gã còn tặc lưỡi ra vẻ hối tiếc lắm. Quý Đông không nhìn thấy vẻ mặt của y có biến đổi như lo lắng hay hoảng sợ, cho thấy một là y không liên quan tới vụ này, hai là y có khả năng che giấu biểu cảm quá tốt. Mà thật ra luật sư thì có ai không biết kiềm chế cảm xúc bản thân đâu chứ. Đức Dự mỉm cười. Muốn lật lại cái vụ án này không khó, cốt là có đủ bằng chứng hay không. Việc năm đó tôi cũng biết được không ít đó. Nhưng mà sao tới tận bây giờ cô ấy mới muốn đầu lại vậy? Là vì bây giờ mới có bằng chứng trong tay. Vậy có thể cho tôi xem được một chút hay không? Quý Đông gật đầu. Có thể. Vật chứng là bao cao su của thủ phạm để lại. Năm đó cảnh sát lục soát khắp căn hầm kia nhưng mà không tìm thấy được cái gì khác. Có điều chị tôi nói, cô ấy đã bí mật nhét nó dưới một cái khe gạch. Anh cũng biết cô ấy điên loạn mấy năm nay nên chi tiết này bị quên mất, tới gần đây mới nhớ ra. Vậy có phải là tôi chỉ cần báo cảnh sát, cảnh sát lấy được cái lệnh khám nhà thì sẽ tìm được hay không? Chỉ cần lấy cái bao cao su kia đi giám định ADN là sẽ ra thôi. Đúng vậy. Chỉ cần cái mẫu DNA là sẽ biết ngay được cái người từng sử dụng nó đó. Quý Đông đẩy ghế đứng dậy, chìa tay ra nói. Vậy tôi thuê anh làm luật sư cho tôi trong vụ này nha. Dù sao cũng là bạn cũ, mong anh hết lòng giúp đỡ cho Mỹ Hương. Đức Dự vui vẻ nắm lấy tay Quý Đông. Chắc chắn rồi, tôi sẽ cố hết sức cho vụ này. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Quý Đông quay lại nói. Nếu năm đó không xảy ra chuyện thì có lẽ bây giờ Mỹ Hương cũng đã trở thành một luật sư, hoặc là một nhân viên làm việc cho tòa án. Nói chung là một công việc được người ta coi trọng, chứ không phải là làm một nhân viên quán karaoke, hết bị người này trêu ghẹo tới người kia bận cật. Đức Dự cười lên tiếc nuối. Đúng vậy. Năm đó cô ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi, ai cũng đoán là tương lai cô ấy rất sáng lạng đó. Ra khỏi văn phòng luật sư, Quý Đông bấm điện thoại gọi cho Tùy Ý. Nè, thái độ của anh ta tôi không nhìn ra được có điểm nào đáng nghi kìa. Cảm giác như anh ta đứng ngoài cuộc vậy. Bên kia Tùy Ý âm u trả lời. Trong cuộc hay ngoài cuộc thì tối nay sẽ rõ thôi. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Trong căn biệt thự rộng lớn, giữa màn đêm tĩnh mịch, có bóng một người đàn ông lén lút đột nhập. Y quen đường cũ, một đường đi thẳng xuống cái nơi cần tới.
Trong lúc y đang trội đèn pin thăm dò khắp nơi thì chiếc đèn sợi tóc bỗng dưng được bật sáng lên. Y hốt hoảng quay phắt người lại. Trong mắt y hằn lên tia giận dữ, vừa nghiến răng vừa nói: "Mày lừa tao!" Quý Đông nhàn nhã bước ra từ trên mấy bậc thang xuống. "Chỉ trách mày có tật giật mình thôi." Đức Dữ lúc này mới biết chẳng có cái bao cao su nào được giấu ở đây cả. Y là người rất cẩn thận, sao có thể tùy tiện quăng đồ lung tung. Chẳng qua chiều nay y hơi có chút lo lắng. Dù sao chuyện cũng đã trôi qua 7 năm, y không thể nhớ rõ lúc ấy mình có để quên thứ gì hay không. Không ngờ lại chui đầu vào trọ. Quý Đồng nhún vai: "Còn tưởng là mày đêm nay sẽ đem theo vài người, quá ra chỉ có một mình thôi." Đức Dự nhìn về phía sau lưng Quý Đồng, không thấy ai phía sau, y cười: "Quá ra mày cũng chỉ đến một mình." Quý Đồng gãi đầu: "Giống vậy tôi định báo cảnh sát rồi, nhưng mà chưa có chứng cứ gì hết. Mà tao cũng không chắc chắn đêm nay mày xuất hiện ở đây. Nhưng mà không sao, mày tới đây thì xem như là có một bằng chứng quan trọng rồi." Với kinh nghiệm đánh nhau lâu năm của mình, Quý Đông tin tưởng rằng hắn sẽ dễ dàng tóm cổ cái tên công tử suốt ngày ngồi trong văn phòng kia. Tưởng là Đức Dự sẽ hoảng sợ, ai ngờ y nhếch mép cười. "Mày cho là tao sẽ bất cẩn như vậy sao?" Quý Đông nhíu mày, không hiểu rõ lời của Đức Dự. Y lôi điện thoại trong túi quần ra, đưa tới trước mặt Quý Đông. Và Quý Đông nhìn thấy người bị trói nằm bất tỉnh trong góc phòng là Mỹ Hương. Bằng cách nào trong thời gian ngắn như vậy y đã bắt cóc được Mỹ Hương rồi? Quý Đông khiếp sợ trợn mắt nhìn y. Nói như vậy nghĩa là Đức Dự một mặt đến đây để dụ Quý Đông ra, một mặt khác đã bắt Mỹ Hương làm con tin để khống chế hắn hay sao? Rốt cuộc là ai đang lừa ai đây? "Mày muốn giết người diệt khẩu sao? Là mày ép tao thôi. Chuyện qua lâu như vậy, sao cứ cố gắng đào lại làm cái gì?" Quý Đồng nắm chặt tay, làm cho các khớp tay trắng bệch đi. "Chị, để coi mày thắng được tao hay không đã." Hắn không phải sợ đánh nhau, dù trước khi tới đây hắn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi. Đức Dự lắc đầu: "Không, tao không đánh nhau với mày. Bây giờ con nhỏ đó đang nằm trong tay tao, chỉ cần tao xảy ra chuyện thì con nhỏ đó cũng đừng hòng sống sót. Mày nghĩ tao không chuẩn bị gì trước khi tới đây hay sao?" Đức Dự là luật sư, hắn phải rất am hiểu về luật pháp. Quý Đồng không biết y có chuẩn bị thêm các kế hoạch khác hay không. Hắn cũng không dám manh động, buộc phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Đức Dự. Y tịch thu điện thoại của Quý Đông, trói Quý Đông lại, rồi lôi hắn lên xe chạy về phía ngoài ô. Để bảo vệ an toàn cho Mỹ Hương, Quý Đông nhịn nhục ngoan ngoãn lắm. Xe chạy ra khỏi thành phố, tới vùng ngoại ô, đi thêm vài cây số nữa thì tới một căn nhà cấp 4. Xung quanh nơi này thưa thớt nhà cửa, có động tĩnh gì cũng không ai biết tới. Quý Đông bị kéo vào bên trong, hắn nhìn thấy Mỹ Hương nằm sóng xoài trong góc nhà, miệng bị nhét dẻ, trên mặt có một vài vết thâm tím, dường như vừa bị bạo hành. Hắn quay lại trừng Đức Dự: "Mày có phải là con người hay không vậy?" Đức Dự ném Quý Đông vào trong góc nhà phía Mỹ Hương đang ngồi, đồng thời y tới tháo cái dẻ ra khỏi miệng của Mỹ Hương, tát vào mặt cô một cái, rồi mắng: "Con chó cái này, mày dám gài bẫy tao sao?" Mỹ Hương nước mắt giàn giụa lắc đầu: Không có mà, tôi không có gài bẫy cậu." Quý Đồng vươn chân đạp lên đùi Đức Dự: "Là tự tôi làm, không liên quan tới cô ấy." Đúng thật là việc này chỉ có Quý Đông và tùy ý lên kế hoạch thôi, không liên quan tới Mỹ Hương. Hắn không ngờ tới việc Mỹ Hương sẽ bị bắt cóc đi. Đức Dự dùng sức liên tiếp đạp lên ngực và bụng của Quý Đông. Hắn có cảm giác như xương sườn bị nứt ra đau nhói. Đức Dự cười mỉa mai: "Hả, nói với mày những gì?" Quý Đông bị đánh tới choáng váng nhưng vẫn cố nói: "Ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa? Mày chắc chắn còn hiểu rõ hơn cả tao mà." Đức Dự vỗ vỗ vào má Quý Đông: "Ừ, tất nhiên là tao hiểu rõ hơn mày rồi." Cả đi tới,
tiếp tục cho Mỹ Hương thêm một cái bạt tai cực mạnh, khiến đầu óc của cô quay mộng mộng. Tao đã cố gắng không có bất kỳ mối quan hệ gì với mày, mà mày vẫn không buông tha cho tao sao? Mỹ Hương nỗ lực lắc đầu. Không, không, tôi không có nói gì với cậu ta hết. Tôi thề mà, xin cậu tha cho tôi chứ. Chuyện này nếu không xử lý hai người này để bịt đầu mối thì quả thật giống như thả hổ về rừng. Đức Dự sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mỹ Hương cũng đoán được ý đồ của hắn, cô khổ sở lên tiếng. Xin cậu hãy tha cho tôi, tôi quả thật không có nói gì với cậu ta. Tôi không hề biết cậu ta đã đoán ra những gì mà. Đức Dự túm tóc Mỹ Hương, lấy mặt cô ngước hẳn lên cao rồi nói. Mày tưởng tao tin mày sao? Đáng lẽ ra tao nên trừ khử mày lâu rồi. Mày là cái đồ quỷ cái. Quý Đông im lặng mà nghe đối thoại của bọn họ. Sau khi dùng vài lời tính sát thương cao mắng nhiếc Mỹ Hương xong, Đức Dự quay sang hỏi Quý Đông. Nè, mày có biết người đứng sau tất cả việc này là ai hay không? Hai chân mày Quý Đông nhíu lại càng ngày càng sâu. Đức Dự cười nói. Cái loại con gái có vẻ ngoài thanh tao đơn thuần như thế này rất dễ lừa gạt mọi người phải không? Ai cũng nghĩ năm đó cô ta bị giam cầm thật sao? Được rồi, trước khi mày chết, tao không ngại kể cho mày nghe một chút về sự thật. Quý Đông mở lớn hai mắt nhìn vào Đức Dự. Y thản nhiên ngồi trên ghế chích một điếu thuốc rồi bình thản mặt kể lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Cuộc Gọi Ma Quỷ, tác giả HNP. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.